Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của 5.287 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có gần 200 mô hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng an ninh. Với sự chủ động vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.